im ái để từ lời thấy muốn sân, giải thích kế thừa đâu khó hiểu, nghĩa từ triệt để chẳng băn khoăn. 50 tuổi đảng làm văn hóa, thiết lý sâu xa thật dễ gần, buồn cười hai từ kế thừa triệt để. Diễn xin tức là anh gửi tôi một cái bài thơ từ cách đây cũng như từng gần một năm hồi sáu bảy tháng gì đó. Bây giờ anh chia tay với tôi thì tôi cũng gặp tay với ảnh ha. Quốc Nhân gửi Vĩnh Xuyên. Anh Vĩnh Xuyên người viết di chúc, nói thay người chết gửi lại người lúc ra đi. Người chết nói người sống những gì bằng tình yêu của Vĩnh Xuyên. Anh Nhã Tơ gói bằng một chữ tình, tình yêu, tình trời, tình người, tình bạn, tình quê hương. Chữ tình của anh đẹp như thế, anh là ai? Là Vĩnh Xuyên. Bây giờ cái ống người cho quý con xin đại diện gia đình ba con mất đi rồi, một con người con của ba con rồi, xin đại diện vợ chồng con cho em gái cảm ơn quý thầy cô những thời gian tới chia buồn chút phút điếu cho ba con để về nơi an nghỉ cuối cùng được trẻ rồi tốt đẹp về những thằng ba. Dạ cái này tôi gửi cho ông. Đồng cho ông chuyên không? Dạ để tôi gửi cho ông. Xây được cái lương này tại vì ra thì người ta còn nhiều chuyện phải cho ông đồng. Ta mà đồng cho tôi cho biết chuyện sao, không biết chuyện sao, biết làm tâm tại chỗ luôn. Biết nghe em dạy cho em chở ông về lên để coi nhà. Thì con. Bây giờ đó là tao lấy ông 3 tuổi. À, cũng coi như là bác hay không? À, bác có cái chút tình là thơ điếu thân hữu Vĩnh Xuyên làm tại chỗ ha. 77 tuổi ổng sinh 41 tuổi tỵ chính xác. Mấy lần xuân mới đó mà nay đã lãnh trần, nợ chữ duyên thơ vui với bạn, khát khao lại phải và đâu nạn trân quý nghĩa tình kẻ cái thân. Vĩnh Xuyên hiếu học thân xứ quảng, thân nhau ở xứ ai sẽ thân ngay xứ thủ. Dạ từ gọi phạm nhà buồn vắng viết chữ mới làm tại chỗ này không vậy chém lại giùm hay là đéo rồi gửi rồi gửi sao gửi sao con chém lại giùm á rồi rồi kỷ niệm ổng thì ổng là chặt người ta đâu có làm thơ nhưng mà ổng là mê làm thơ lắm cái gì ông họ mong quý chứ mà thơ là quý lắm dạ ba con thơ là quý lắm con là mẹ giúp mẹ tao phải để cho bằng thờ của ba con với nhau ổng đọc ổng đọc. Dạ dạ. Em con chắc anh nha. Dạ. 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 Thầy phải ghi tác giả rồi số điện thoại này kia chứ để đây ông còn liên lạc với thầy mà nói ổng vui buồn thì chết rắm chị chứ đừng có rủ ra ổng rủ quá ta ổng ba tuổi thầy ổng rủ đây nó tao chuyện rủ rồi đương nhiên rồi thầy đừng lo thầy đi